ở đây mấy ngày vậy là phúc đức cho họ lắm rồi. Con đừng cãi mẹ nữa. Không mẹ... được cãi mẹ. Mẹ. Bay đâu? Đuổi đi. Mẹ. Mau dậy đi, mẹ đã ra lệnh đuổi hai vị sư đi rồi. Con làm gì đâu mà đuổi con? Không, đuổi hai vị sư đi đó. Cái gì? Đuổi hai vị sư? Tìm cách giúp họ lẻ lên. Dạ. Mau, mau lên. Ngồi xuống, cổng ta leo lên. Công tử ơi, bức tường cao lắm, sao công tử leo lên được? Ích Lợi đâu? Thằng Ích Lợi đâu rồi? Lẹ lên đi, mẹ ta ra bây giờ. Dạ xuống. Dạ. Mà nè công tử ơi. Gì nữa? Để con quay mặt vô. Thằng Ích Lợi đâu? Trời ơi, thằng này đi đâu rồi? Lẹ lên công tử ơi. Mẹ ta ra tới. Thôi ngửi lại nghe. Lẹ lên công tử, bà ra tới. Ích Lợi. Dạ thưa bà. Vô biểu coi. Dạ thưa bà. Mày ra cổng làm gì? Dạ bà tha cho con, tại công tử chứ không phải tại con. Công tử biểu dạ. Mày làm cái gì thì mày làm dạ. Cái đó phải không mày? Rồi mày cổng công tử đi theo hai vị sư đó phải không? Dạ đâu có, con đang ngủ, công tử kêu con đâu biết gì đâu. Không dạ. Bà ơi, bà tha cho con bà ơi. Bà ơi. La Bao. Mày giỏi lắm phải không? Dạ. Bây giờ mày trả lời tao đi. Dạ. Sao? Sao? Con đói quá bà ơi. Con khát nước quá bà. Mày khát hả? Cho mày khát nè. Cho mày khát nè. Mày giỏi mày bỏ nhà mày đi luôn với mấy gia sư đó đi. Mày khát nè. Tao cho mày khát nè. Đi luôn đi. Đi luôn. Hả? Mày đi khỏi nhà. Mày đi khỏi nhà. Đi khỏi nhà tao. Không muốn mày thấy mặt trong nhà. Đi đi. Đi. Đi luôn khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mày đi nha. Đi nha. Đi. Hả? Mang nó ra đây. Đáng rồi mày nè. Xin hai vị hãy đi chậm lại. Con sẽ đưa hai vị về. Cảm ơn con. Chúng ta đã khỏe rồi, có thể tự về được. Con về đi, kẻo bị mẹ la. Dạ không sao, con sẽ đưa hai vị về. Hai vị còn yếu, làm sao tự về được? Vết thương của hai vị còn rỉ máu. Thôi được rồi, con sẽ đưa hai vị về. Thôi được. Huynh cũng đâu có biết, tại đệ mà. Mụ không biết đâu, hai huynh đền muội đi. Con thỏ bị thương rồi nè. Thì chữa cho nó lành lại. Nhưng mà chân nó đi không có được nữa. Tính sao giờ? Thì đền con này đi. Sao con thỏ bị thương vậy? Tại họ đó, họ làm con thỏ mụi bị thương nè. Huynh bắt họ đền cho mụi đi. Nè. Cảm ơn huynh nhiều lắm. Không sao đâu, để ta băng vết thương lại là nó hết ngay mà. Ừ.
Chuyến này đi thuận buồm xuôi gió, hàng bán rất nhanh và được giá. Trên đường về tôi thấy có những quang cảnh rất đẹp. Khi nào có dịp tôi sẽ đưa bà và Lã Bốc đến đó xem. Ở đó có nhiều hàng hóa giải lụa không ông? Có, nhưng đặc biệt có nhiều đền thờ lắm. Khi tôi vừa đến, thấy một đám đông vừa tan. Họ nói chuyện thật là vui vẻ. Tôi hỏi chuyện thì mới biết có một vị sư vừa thuyết giảng xong, thật là đáng tiếc. Có phải các ngài đạo sĩ nổi tiếng không? Không phải. Vì đây từ xa đến, có rất nhiều tín đồ, chứ không phải các đạo sĩ giáo phái của mình đâu. Dạ thưa bà, có người hầu của đạo sĩ Lâm Gia mời bà sang dự lễ tối nay. À, hôm nay là ngày ta đi dự lễ. Vậy mà tôi quên mất. Sao chân ngươi đi khập khểnh vậy? Dạ không phải ở chân mà là ở đây. Tại vì con bị trượt chân té. Ta đi thay đồ dự tiệc đây. Bà, con chào cha. À, con ngồi đi. Thưa cha, con đứng hầu chuyện với cha được rồi. Hôm qua cha về, sao không cho người gọi con? Cha đi đường có mệt không cha? Cha rất khỏe. À, hai vị sư đã lành hẳn chưa? Họ dạ, đã lành hẳn và đi rồi. Chào mẹ. Đêm qua cha về, sao mẹ không kêu con dậy để đón cha? Mẹ thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không kêu. Hình như bà quên cây trâm cài của tôi vừa mới tặng. À, ấy chết, tôi quên mất. Hai cha con nói chuyện nha, để tôi đi lấy cây trâm. Ở nhà có chuyện gì không con? Dạ thưa cha, ít lợi bị mẹ đánh mấy hôm trước, vì không đưa hai vị sư đi. Mẹ con thật là quá đáng. Vậy mà khi nãy nói dối với cha rằng họ đã lành hẳn và xin về rồi. Sao? Hai cha con có cùng đi với tôi không? Đi đứng gì? Tại sao bà lại nói dối tôi? Tại sao? Có chuyện gì vậy? Tôi nói dối điều gì? Còn chuyện gì nữa? Tại sao bà đuổi người ta đi khi họ chưa lành bệnh? Ai nói với ông? Dạ, chính con đã thưa với cha đó mẹ. Tại sao lúc nào bà cũng như vậy? Giúp người hoạn nạn là việc làm tốt, sao bà xua đuổi người ta đi? Tôi cũng cực khổ than thuốc cho họ suốt mấy ngày. Thấy họ thuyên giảm tôi mới cho họ về. Tôi đã dặn, khi nào hết bệnh mới đưa họ về, giúp đỡ họ tiền bạc để họ dưỡng bệnh. Làm người phải nhân ái từ bi, giúp đỡ kẻ khốn cùng hoạn nạn, không phân biệt sang hèn tôn giáo. Họ đã bị các đạo sĩ đón đánh trọng thương chỉ vì một lý do nhỏ nhặt. Như vậy là tàn nhẫn, bất công lắm rồi. Ta cần phải giúp đỡ họ. Tại sao ông không thấy là những người cùng đến mạc hạng như họ mà dám làm bẩn các ngài đạo sĩ cao quý thì bị trừng phạt là thích đáng rồi? Bà có ý nghĩ như vậy à? Càng đạo cao đức trọng, càng phải biết yêu thương đồng loại. Bất cứ một tôn giáo nào phải có tình người và lòng nhân ái. Sao lại phân biệt người sang với kẻ hèn? Nói như ông thì cả thế gian này ai cũng trở thành đạo sĩ cao quý được à? Không phải chỉ có các đạo sĩ mới là những người dày công tu luyện và học hỏi. Tôn giáo nào, đức tin nào cũng đều tốt đẹp cả. Có sai trái chăng là do chính những người hành đạo. Họ có ác ý hay tà tâm cũng xuất phát từ tâm họ mà ra. Tôi không ngăn cản sự ngộ đạo của bà với các đạo sĩ, nhưng phải xem mình làm gì, tốt hay xấu. Thôi được, nếu mà ông nói như vậy
ông cũng đừng ngăn tôi đi dự lễ cúng thần. Tôi cũng cần phải bảo vệ và duy trì đức tin của tôi chứ. Má, thật bất hạnh cho ông phó tường có bà vợ ác tâm như vậy. Bác biết không, bà ta ác đến nỗi đuổi hai vị sư đi rồi còn xua chó cắn họ nữa. Chào quý. Đứng đứng đâu rồi? Bé Thành nó phải không? Về nhà nghỉ ngơi ha. Làm ơn cho bà cháu tôi xin miếng cơm đi cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô. Gì đó bay? Mày làm gì vậy? Cơm tao để cho chó ăn, mày đem cho ăn mày. Lại biểu. Bước lại tao biểu. Mày giỏi nha. Trời ơi, bà cháu tôi không có gì ăn hết. Cô được đổ cơm đời lên đây cổ đời quá. Đời quá người ơi. Đời quá người ơi. Dạ thưa bà, con đã dẫn con nợ về đây cho bà. Con lại bà thương giùm cho con gắng rồi.